Rồi xin chào quý anh em nha. Nay về nắp số bắp số 8. Mẫu đẹp nhất ha, đẹp nhất là như thế nào? Đây. Đây là mẫu đẹp nhất. Nhìn anh em nhìn cho mình cái logo chữ CP nè. Đây là logo đúc anh em ha. Lưu ý giúp mình đây là logo đúc, là mẫu đẹp nhất, là loại xịn nhất bây giờ, chứ không phải là cái loại logo được khắc lên nha anh em nha. Nó là mẫu hàng đúc. Đúc thì nó như thế nào? Đúc có nghĩa là nó chìm vào và nó sắc nét, cũng như là nó không có bị cái tình trạng mà nó xước xước, mà là nó là đúc anh em phải không? Nó là đúc thì nghĩa là nó ra nguyên khuôn nó như thế này. Thì cái mẫu này là có chữ CB ở trên. Thì thực ra cái nắp số 3 số 8 này nó đã gọi là thất truyền lâu lắm rồi. Bây giờ hiếm mà để gặp được những cái đầu bò theo xe mà có cái nắp số 3 số 8 này. Đa số là bị, thứ nhất là bị các cái thợ thầy luộc mất. Đó, thứ hai là bị vặn ra vặn vào nó nát rồi, nó vứt hết rồi. Còn lại đa số còn những xe còn thì nó cũng chê chét ra. Ít xe nào còn nguyên lắm, tại nắp số 3 em vặn nhiều. Thì chỉ cho anh em một cách để anh em gìn giữ những cái nắp số 3 này. Đó là anh em trước khi anh em bắn hay vặn ấy, anh em bấm ni lông vào, hoặc là bắn quấn băng keo non vào để cho nó cao su non vào, để cho nó đỡ bị chảy cặn, cho nên em vặn thì nó sẽ đỡ bị tình trạng mà nó hít hơn. Hoặc là anh em dùng máy cộng với đầu tiếp cộng với lại cái ni lông anh em chụp vào đó. Thì hôm nay về được khoảng mấy chục cặp nắp số 3 nè. Nói chung cái này thì hàng cực độc rồi, gần như độc quyền mới đạt luôn. Giá thì nó hơi chua lẻ nha anh em nha. Nó 200 ngàn một cặp. Nhưng mà cái là tặng cho anh em một cặp xin luôn. Đây là cái xin cao su của nó. Mình tặng cho anh em luôn. Đây. Tặng cho anh em luôn một cặp là có hai cái nè. Thì 200 ngàn một cặp, nhưng mà thực ra cái này bây giờ anh em mua theo xe cả triệu một cặp anh em. Cao lắm. Theo xe bây giờ là khiếp lắm anh em ơi, giá cao lắm theo xe nhá. Đây phía trong này là mã cho anh em này. Đây, anh em nhìn giúp mình nha. Cái này là nắp chuẩn chứ không phải là nắp là hàng đục nha anh em nha. Nó đục nó dùng cái máy CNC nó cắt á, là nhìn nó rất là khác. Còn cái này là hàng đúc luôn anh em nhìn này, những cái cạnh của nó đều và đẹp. Đây quan sát cho anh em coi đó anh em nào, chứ nó không phải cái dạng mà nó đục nó khoét nha, nhìn là biết ngay đấy. Giờ yeah. Loại này theo mình là chưa có đối thủ, từ lúc mình bán đến giờ mình gặp những cái loại khác rồi nhưng mà chưa có loại nào mà qua được loại này. Cái này là mình nói thật. À, để anh em kiếm được cái loại đẹp hơn và chỉ có theo xe thôi. Theo xe thì nó cái nét nó còn nhỏ hơn đó. Theo xe nó đỉnh lắm. Nhưng mà nếu mà mới là cái này là đỉnh nhất, cam kết với anh em luôn. Giá 200 ngàn một cặp, anh em nào chơi thì anh em liên hệ với Đạt. Cái này là hàng số lượng ít, không có nhiều, cho nên là mình bán nó sẽ rất là nhanh hết. Thì anh em nào chúng ta cần thì anh em tranh thủ liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn nha.